Chú bảo là bố cháu mất rồi, cháu xuống dưới đây xem đi, không có người bố và người dạy bảo. Thế lúc mà bố mà mất ấy thì là em đang ở đâu? Em đang ở nhà hàng xóm. Đang ở nhà hàng xóm à? Không, mẹ cháu tự đi nhà khác, còn ba anh em cháu thì còn đi nhà kia. Những cái là treo lên là bây giờ là theo là phong tục nùng mình thì gọi là như nào chú? Bây giờ là bắt đầu gọi hồn. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, thức phim hôm nay thì cháu được xin được phép dừng lại là đi lên trên nhà để mà chia sẻ những hoàn cảnh khác mà hiện tại cháu được đang đi chia sẻ. Và thức phim hôm nay thì cháu được có đi chia sẻ một hoàn cảnh mới. Hôm qua thì cháu được cũng có nhận được một cái cuộc điện thoại của một bác là cũng có điện cho cháu được nói với cháu được rằng là ở dưới thôn này có một hoàn cảnh và khá là đặc biệt. Hôm nay thì có vẻ như là làm cái ngày gọi hồn đấy các bác, cho nên là cháu được ra để mà ghi hình về cái hoàn cảnh mới cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Nếu như được sự đồng hành của các bác thì cháu được rất là cảm ơn. Và hôm nay ra đến đây thì là rất là may là có gặp một người chú của bác ạ. Và một người chú thì chú biết là nhà của cái chú mà bị mất thì đúng không? Rồi đó. Và chú có phải là anh em gì không chú? Có mà, đây là em chú. Em chú à? Vâng. Thế thì chú cháu hỏi một chút này, cháu nghe tin rằng là cái chú mà bị mất ấy là đi lấy cỏ bị mất à chú? Vâng, đi lấy cỏ xong là bị chết đột ngột ở ngoài ruộng á. Chết đột ngột à? Vâng. Nhưng mà về cái hoàn cảnh gia đình thì chú là anh em trong nhà thì là chú nhìn thấy là hoàn cảnh đấy có thực sự là hoàn cảnh không? Vâng, tất nhiên là rất là khó khăn rồi. Vâng. Thì cũng nhà thì cũng chả đâu vào đâu. Vâng. Rất là khó khăn. Con thì còn nhỏ. Vâng. Nhưng mà hiện tại thì vẫn có mẹ chứ? Có, ông bà có mà. Vâng. Thế thì cháu cùng chú đi một đoạn thôi nhá. Nhưng mà chú bây giờ chú có đang đi kia không? Có mà. Có à? Vâng. Thế cháu cho chú mượn cái mic xem chú cháu mình đi. Vâng. Nhà chú thì ở tận đâu? Ở dưới điểm trường này mà. Dưới điểm trường à? Vâng. Hôm qua thì cũng có một chú là điện cho cháu. Vâng. Đi. Đi. Này. Anh để ý nhá. Cháu... Không sợ đâu. Cái này nó như vậy không? Hãy phải ra phải tiếp tục. Sợ. Cứ đi thẳng vào đấy. Thật sự ra chó thì chủ gia bảo không sợ nhưng mà mình nói chung là người ngoài thì vẫn rất là sợ. À đi sang nhà bên kia đó hả chú? Vâng. Ôi, nhà này có đường đi vào ra bên kia không đấy chú? Có chứ. Có được xe máy đi vào không? Không, không đi xe máy không đi được đâu. Không xe máy á? Vâng. Cái gia đình là không có phương tiện đi lại à? Không. Khó khăn không mua được ấy. Vâng. Cháu thấy ở bên kia đang có đông người đấy, không biết đấy. Là có phải nhà đấy không? Đúng rồi. À. Đi ra nhà bên kia còn đường khác để đi không chú? Hết rồi, chỉ có mỗi đường này ra. Vâng. Thế là cũng vào trong tận trong hùm này nhở? Vâng. Đấy, hiện tại là về quan cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ đấy các bác ạ, thì cháu Lực vẫn chưa có nắm gió cho lắm, thì một tí nữa đi vào thì là cháu Lực sẽ tìm hiểu thêm các bác ạ, chỉ là nghe các bác nói thôi, cháu Lực cũng chưa ra đến tận nơi. Gia đình này là thuộc hộ nghèo trong thôn à chú? Vâng. Con đường này chắc là mới phát qua đấy mà con đường ấy. Nhưng mà mở lâu rồi nhưng mà ông vừa nãy mình đi qua nó chở phân lên trên này. Thế là đường này là
xe máy đi vào được à? Ờ. Nhà này thì thuộc hộ nghèo là bao nhiêu năm rồi chú? 3 năm rồi. Thuộc hộ nghèo 3 năm à? Ờ, nó là 5 năm thôi nhưng mà thấy như thế thì họ cũng muốn không muốn cắt này. À, thế là 5 năm xong rồi lại thêm 3 năm nữa rồi à? Ờ đấy. Thế hộ nghèo lâu đời đấy nhỉ? Có khó khăn đấy. Ồ, trên này có nguồn nước hay sao nhỉ chú nhỉ? Nguồn nước mà. Toàn thôn đấy chú. Thôn luôn à? Ờ, chỗ của chú ấy. Vâng. À đây nguồn nước à, kéo trên này xuống à? Ờ. Ô, chú cho hỏi chú tên gì chú nhỉ? Cháu cũng quên rất cho hỏi. Văn Văn. Chú Văn à? Vâng ạ. Lên này xuống. Không, đường này. Xuống. Đây, may quá là gặp chú ở ngoài đường nghe xong là hỏi chú thì chú cũng bảo là đi vào. Chứ không là vừa rồi là không biết nhà nào chú ạ. Vâng. Cái ông chú này là mất lâu chưa anh? Lâu được 6 ngày rồi. À, được 6 ngày rồi à? Ừ. Thế là cũng mới thôi nhỉ? Mới. Mấy hôm mà mưa to to ấy. Thế là đi lấy cỏ thế này nó bị chết luôn à? Đấy. Chú này có nghiện rượu hay là gì không? Không. Không à? Đi làm ấy. À, ngôi nhà trước mặt đây á? Ờ. Gần đổ đến nơi. Ồ, nhà này thì có vẻ như là nhìn ở ngoài thì khá là to nhỉ. Nhưng mà đi vào thì các bác nhìn thấy là hầu như là mọt hết rồi. Mọc. Ôi, đây là có cái mộ mới đấy nhỉ? Đấy, cái ông đấy. À, đây luôn á? Ờ. Ôi dồi. Chôn đấy lên. Ồ, thế là mới chôn được gần 6 ngày thôi à? Đấy. Thế chôn được gần nhà thôi nhỉ? Chú này thì còn trẻ chứ? Sinh năm 8 mấy sao vậy? 8 mấy á? 7 mấy. Ờ, 7 mấy à? Ừ. À, thế cũng sắp 40, 50 tuổi rồi nhờ. Đấy. À, đây nhà đây đúng không? Đây thằng em nó ở dưới kìa. Dạ. Thằng em nó ở nhà dưới. À, kia là em ruột đấy à? Đó. Nhà thì gần đổ đến nơi rồi. Xin chào chú nhé. Chị. Bản nông chú hát này. Bản nông chú xào tôi bảo nó nữa. Mà nó cầm càng lại một cú bụi này. Sắp bóng nó điện mà bạc chịu. Tức là dân chứng lá. Đấy. À. Hôm trước là cô cũng điện cho cháu lực cô bác ạ, cô cũng kể về một chút cho mượn minh một chút nhé. Được rồi. Cô nhắc là ra khỏi chiều ra. Rút ná. Ờ. Chai với nó nào anh ạ? Chai. Chai bị nào bị nào á? Ôi, bay u ba. Thế đây bao nhiêu lạc nhỉ nó? À, đây bao nhiêu lạc? Này cháu gửi đây gửi đâu nhỉ? Để dưới để trên. Để trong bơm đây. À để trong bơm à. Cái phong bì thì cô ơi, cháu gửi đây nhá. Làm tốt này không? À, đây, mất thời làm tí tốt này không? Đây, nhưng là từ gì là để dân của mi á? Ồ, nga anh nga xin mi áo tốt này tôi làm xin rồi quan tơ cả. Áo ấy á. Éo thà lì ảo ếch còn thà con để con em à còn con em con của cô thì là hiện tại là đi ra bên kia hình như là đi không biết là đi đón bố á nhưng mà đấy là làm phong tục cái gì à
thế là là khẩu nong ấy, bông giúp bé khẩu, bông giúp bé khẩu nong nha. Cô ơi, cho cháu hỏi đi, cô ra đây cháu hỏi một tí. Cô ra đây, chị ra đây. Thế là con của cô này là đi đâu hết rồi? Đi đón bố. Đón bố à? Vâng. Thế đi đón bố này này là đi gọi hồn về. Gọi hồn về. À? Thế là di là dân lên thái đưa mấy nhá nè. Ấy mà thì thái ra đi. Sắp đẹp chứ vẫn sắp đẹp rồi là. Sắp đẹp á? Thế tiếp lại văn chứ. Chứ lại văn á? Cái đây thì tám. Tám thì văn. Thế là cũng được hơn là 10 mấy ngày rồi các bác ạ. 13 ngày. Nó tin cái tờ tốn tuổi là nga giá nâng bầu. Nga tin là nga nâng bầu chứ. Nên văn này là nó. Thế là nay chụp ảnh á. Thế là ảnh của chú ở đây này cô bác này. Đây chú thì là ảo đi dân đi bánh bánh là bánh đâu bố? Một bánh đâu nói cho con bình thường chứ. Con nào bấy thì con. Thế là đi ra ngoài ruộng là cắt cỏ xong là chết ở ruộng chết luôn. Chết ở trong ruộng. Nhưng mà mấy ngày mới tìm thấy chứ? Không, tối chết thì ngày mai thì tìm thấy anh em gọi điện về thì đi tìm. Thế là có người bắt gặp thì là mấy mới gọi điện về thì mới đi lấy về. Vâng, thế là có người ra kia là bắt gặp xong là mới gọi về. Vâng. Hiện tại thì là các cháu thì đang đi bảo là đi đón bố đấy cô bác ạ. À, để một tí nữa các cháu về thì giáo dục sẽ tiếp tục là chia sẻ thêm cô bác ạ. Thế vậy. Bác cháu về bên Nam rồi. Đã thả con em à? Đây ở bên này. Nam là ơi. Đấy, thấy là vào trong nhà thì phải nói là nhìn ở ngoài vào thì khá là to các bác ạ. Nhưng mà có vẻ như là có những cột là nó sắp đổ rồi. Bây giờ phía bên này là ở đây là cái theo là cái phong tục của người đồng bào dân tộc Nùng ấy, cho nên là ai chết là cũng đều làm như vậy cả các bác ạ. Ở bên kia thì cháu được nhìn thấy là có làm thêm vài cái nữa. Ở này. Ờ khoan, mà làm cái này bao khoảng 9 năm không? Này trần này mấy? Trần này đủ là à. Chồng ăn cả thức lông hồi cũng là quay mà làm. Bộ quay cái đấy chứ ạ? Bộ ít lắm hả? Đó chồng lông bạt vắt. Ủa tay bưng tay mơ. Tay mơ. Yếu 9 ạ. Thế là ông là làm cái này hả ông? Vâng. Cái này thì nếu theo như phong tục Nùng thì cái này là gọi, theo như tiếng phổ thông thì cái này gọi là cái gì không? Gọi bằng vàng má đấy chứ. Khẩu nông nó còn khá chứ. Thế là nếu mà tính phổ thông thì là vàng má đâu các bác ạ. Sau khi mà người chết ấy thì là đều là làm như thế vậy. Làm như vậy. Người làm chết thì làm hết thôi. Làm một cái bộ như này thì mất tầm bao nhiêu tiền ông? Bao nhiêu tiền thì chủ đang đón cháu thưởng. Một tí quay về thôi. Một tí nó quay về thì mới biết. Thế là mới biết giá tiền đúng không? Thế là ai cũng đều là đeo trên mình là những cái khăn tang này, những cái bộ quần áo trắng này. Ở đây là cháu ấy, là con đấy. Con dâu nhà chú thôi. À con dâu nhà chú à? À thế là chứ không phải là con dâu nhà này đúng không? Nhà này con bé, con dâu đấy. Có vẻ như là nếu mà nhà này mà đông người quá là dân đến là bị nghiêng luôn đấy các bác. Thưa các bác, vừa rồi thì là các cô nói là các bạn nhỏ này là đi đón bố về cô bác ạ. Cháu được nhìn thấy là cầm theo là một con gà nữa. Theo như là cháu được biết là chỗ này sẽ là mà cái chỗ mà gọi hồn. Lại đem đi về nhà à? Vừa rồi thì là cháu Lực có nghe các bác kể rằng nói rằng là dùng con gà trống này các bác này. Dùng con gà trống này để mà đi đón bố là về. Đợt nọ thì thấy là bố có đi xuống cái ruộng cắt cỏ ấy, xong là chết ở đấy luôn. Đấy, và nói là phải nói là di ra
nhìn cái ngôi nhà từ ở phía bên ngoài vào thì nhìn có vẻ như là rất là to, nhưng mà khi mà bước vào bên trong ấy, nó là tất cả đều hoàn toàn là làm bằng gỗ hết. Gỗ này thì là cháu được nhìn thấy là bằng gỗ sao mộc này cô bác này. Cô bác có thể nhìn thấy là hầu như là cái cột này nó đã bị nghiêng đi khá là nhiều, và theo đó thì ở đây là chỉ còn mỗi cái ruột của nó thôi, còn cái vỏ ngoài thì nó đã bị bục và bị bay hết rồi. Chỗ này là hình như là làm mà chỗ phơi thóc hay sao đấy, làm mà thêm một cái thang như này. Ngày mai thì là đến ngày mà làm mà ma chay ấy, thành ra là nó sẽ là đông người hơn. Cháu xin giới thiệu, cháu là cháu Lực. Hiện tại thì là cháu có làm cái kênh YouTube chia sẻ về những cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh còn khó khăn ấy, thì là thấy chú là điện cho cháu. Vâng. Nói rằng là hoàn cảnh của cô bên này thì cũng là một cái hoàn cảnh mà từ trước là ở trong thôn rồi, cũng vâng, thuộc dạng là hộ nghèo rồi. Đấy, nhưng mà do là không may là đến cái khoảng thời gian vừa rồi này thì là bố của ba bạn nhỏ này thì là cũng mất à chú? Vâng. Mất, ô chết khổ lắm, chết ở trong ruộng, chết úp ruộng, chết gần 20 tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Gần 20 tiếng à? Ừ. Thế gần 20 tiếng này cũng sấp xỉ là được là gần một ngày. Còn cô thì vừa rồi là cũng gặp rồi, cô là vợ của chú. Vâng. Chú ở chú kia đúng không? Này, chú vâng, mất rồi đúng không? Vâng. Thế chú mất kia thì là tên là gì, năm nay được bao tên nhiêu là tuổi? Thường, năm nay được 46 tuổi rồi. Năm nay 46 vâng, tuổi à? Một cái độ tuổi mà để mà nói là già quá thì cũng chưa đến cái độ tuổi đấy cô bác. Nhưng chưa, mà chú cho cháu hỏi thì là chú này có bị bệnh gì không? Không, từ xưa không bị bệnh gì, cháu nên ấy bị nấm không biết gì ấy, bị đột ngột không ai biết, bọn trẻ thì ở nhà, còn chỉ cháu thì đi đuổi con cái gặt, một mình anh ấy khác ở bên đi làm ruộng, không thả cháu không đi cắt cỏ, hôm sau đến 9 giờ anh em đi cắt cỏ mới về gặp, mới báo gia đình mới biết. Vâng. Thế như làm một cái lễ ma chay như này này. Vâng. Thì là ở đây thì là gia đình tự bỏ tiền hay là được hàng xóm là người ta giúp đỡ, là mỗi người một ít? Đây thì hiểu là mỗi người một bát gạo hay là mỗi người một bó củi ấy. Đây gia đình thấy chết khổ quá, con cái còn nhỏ nữa thương hại, không gia đình cũng tự làm. Trong thôn thì theo thôn là ký ước của thôn là mỗi hộ gia đình là góp 2 cân gạo, 1 bó củi. Thế là coi như là góp như thế là để mà giúp cho gia đình đúng vâng, không? Vâng, vâng. Thế còn thưa cô bác, vừa rồi thì là trong quá trình trong lúc mà cháu được đăng ghi hình ấy, thì là các cháu cũng như là các em là đến cái thời gian mà phải mặc trên mình là những cái áo tang để mà đưa người bố về nơi mà an nghỉ cuối cùng. Thế thì là bạn nhỏ này là con trai lớn đúng không? Ừ. Bạn thế là em tên là gì? Em tên là Giang. Tên là Giang à? Vâng. Thế năm nay Giang được bao nhiêu tuổi? 12 tuổi ạ. 12 tuổi á? Vâng. Thế là 12 tuổi thì đang học lớp mấy rồi? Lớp 6 ạ. Đang lớp 6 à? Vâng. Thế còn đi học không? Có. Đi học à? Vâng. Ôi, nhìn thấy là ở trên khóe môi này thì là bị một vết. Vết này là vết gì đây? Sẹo. Sẹo à? Vâng. Trước là đi làm cái gì chúng? Trước là bị ngã à? Vâng. Thế là lúc mà bố mình mất thì là em đang ở đâu? Em đang đi lấy công ạ. Đang đi đổi công à? Vâng. Thế ai bảo với lại em là bố mình mất? Là chú hàng xóm ạ. Chú, có phải chú này không? Không ạ. Không phải, chú hàng xóm à? Vâng. Thế chú bảo như thế nào? Chú bảo là bố cháu mất rồi, cháu xuống dưới đây xem đi. Cháu mất à? Thế lúc mà cháu đi xuống, lúc mà em đi xuống đấy gặp bố ấy, thì là bố là đang như thế nào? Bố úp mặt xuống rồi ạ. Úp mặt xuống ngã. Lúc đấy thì là các em có đi cùng không? Mẹ có đi cùng không? Có. Có à? Thế lúc đấy mà em nhìn thấy bố mà không còn nữa thì là cái cảm xúc cũng như là em là nghĩ như thế nào lúc đấy? Em nghĩ em có buồn không? Có. Buồn à? Vâng. Nhưng mà ở đây là buồn, là em buồn về cái như thế nào nhất? Không có người bố và người dạy bảo. Người dạy bảo à? Vâng. Bạn nhỏ này thì có vẻ như là thời gian này bố thì cũng mới mất rồi các bác ạ. Bố mất là được bao nhiêu ngày rồi? Được. Đi cứu vấn mẹ.
13 ngày ạ. Ông mất là được 13 ngày à? Vâng ạ. Ê, trước kia là mình đi học thì là ai kiếm tiền cho mình để mà mình đi học? Bố ạ. Bố à? Ừ. Bố có đi làm thuê ở xa không? Có. Có á? Ừ. Thế bây giờ không còn bố thì còn đi học được nữa không ấy? Có. Vẫn có à? Ừ. Thì vẫn tiếp tục là đi học nhưng mà mẹ là sẽ vất vả thêm nhờ. Vâng. Vất vả hơn. Năm nay là học lớp lớp mấy rồi? Lớp 7 ạ. Hôm nay lớp 7 à? Ừ. Thế sang năm là đi vào lớp 8 đúng không? Ừ. Thì hôm nay là vừa rồi lúc mà anh ra đến nhà đấy thì là em cùng với lại là hai em là đi đâu? Đi xuống dưới kia lấy bố về. Lấy bố về à? Vâng. Đấy là mình có cả thầy cúng đi theo à? Vâng. À, thế năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Được 8 tuổi ạ. Được 8 tuổi à? Thế lúc mà bố mà mất ấy thì là em đang ở đâu? Em đang ở nhà hàng xóm ạ. Đang ở nhà hàng xóm à? Thế lúc đấy thì là ai bảo với lại em thì biết là bố mất? Chú hàng xóm ạ. Chú hàng xóm bảo à? Thế lúc đấy là em đi cùng ai? Đi cùng anh ạ. Đi cùng anh trai này đúng không? Thế là cả hai anh trai là đi à? Lúc đấy thì có khóc không? Hả? Có. Tầm trẻ con như này là cũng chỉ biết là nhìn thấy bố như vậy là khóc thôi cô bác. Thế bạn này thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Được 11 tuổi ạ. Năm nay được 11 tuổi à? Vâng. Thế là em tên là gì? Em tên là Đoàn ạ. Tên là Đoàn à? Vâng. 11 tuổi thì năm nay đi vào lớp mấy? Lớp 5. Học lớp 5 à? Vâng. Lúc mà bố không ở ấy thì là em đang ở đâu? Em đang ở nhà hàng xóm ạ. Cũng đang ở nhà hàng xóm à? Vâng. Thế là ba anh em là ở với nhau à? Vâng. À, lúc đấy là mình đang đi hàng xóm chơi hay là làm gì? Đang đi hộ. Đang hộ à? Đang đi lấy công. Đang lấy công. Ôi dồi ôi. Thế là ba bạn nhỏ này bé mà cũng đã biết là đi lấy công rồi cô bác ạ. Thế lúc đấy thì là ai bảo với mình là bố mất? Chú à? Hàng xóm ạ. Chú hàng xóm bảo à? Vâng. Thế là lúc đấy là cả ba anh em đi thì có mẹ đi cùng không? Có. Có à? Mẹ thì lúc đấy là đang ở dưới đây với bố à? Vâng, không đâu. Mẹ cũng đang ở nhà hàng xóm ạ. Mẹ cũng đang ở nhà hàng xóm. Thế là cả bốn mẹ con là đi cùng với nhau hết á? Không, mẹ tự đi nhà khác. Còn ba anh em cháu thì còn đi nhà kia. À. Đấy, có vẻ như là nói hỏi các em một chút thôi đã nhìn thấy là những cái đôi mắt của các em đã ngấm một chút là những cái giọt nước mắt rồi. Ở đây là những cái giọt nước mắt đấy là nhớ người bố, là bây từ thời điểm bây giờ đi ấy, là không còn bố ở bên cạnh nữa, chỉ có mỗi mình người mẹ thôi, sống trong một cái ngôi nhà mà cũng phải nói là khá là xuống cấp rồi. Ba anh em thì là năm nay là ai cũng đều là đi học cả cô bác ạ. Thế bây giờ thì có lẽ là không còn bố nữa. Cái việc học hành của anh cả như này liệu là còn đi học được là tầm 1 năm hay là 2 năm nữa, sau này còn lo cho cả các em nữa, còn là phụ giúp cho mẹ nữa. Đây là cô thì là không biết nói tiếng phổ thông. Anh nhắc là đi học làn xám ưu sát lý hốc sẹc bên này lên lý dân là ọc ra nhất là các bài tơ linh cả đằng mà linh cho là cả cái tư tiên mũ nương như thơ thì mũ cả linh mất bốn. Thế là bây giờ là anh cả thì là vừa rồi mẹ nói gì thì em có thể nói lại cho các bác ông bà cùng nghe nhé. Mẹ bảo là đám bố cũng đi vay tiền về đám và đi vay con lợn nữa. Con lợn nữa à? Vâng. Lùng bên này lên phải vay tầm bạt hóc sẹt bên đây tầm chỉ chiều chứ tu à? Tầm tiếp là chiều á? Thế là vừa rồi thì mẹ là nói như thế nào? Mẹ bảo là đi vay tầm 56 triệu về mua con trâu và để đám ma cho bố ạ. Đấy, phải nói là thưa bác ạ, ở đây thì nó là thuộc là một cái phong tục rồi, thành ra là để mà bãi bỏ như này thì rất là khó của bác ạ. Nó đã đi sâu vào tâm trí của
của những cái gia đình nào mà đã rơi vào hoàn cảnh này. Phải nói là khi mà làm một cái đám ma xong thì người ở lại đấy sẽ phải chịu một cái khoản nợ rất là lớn của bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực nói, cháu Lực hỏi về cô với lại các cháu ấy, thì là đều là đi vay tiền về để mà làm hết cả cô bác ạ. Bây giờ thì là đến bạn này thắng bay bay học đông thầy á. Thế là cháu Lực cũng chỉ là được trò chuyện thêm một chút thôi cô bác ạ. Bây giờ thì các em lại phải đi ra kia để mà làm cái lễ là gọi hồn cho bố rồi. Thì cháu Lực sẽ đi ra bên kia để mà xem là cái cách gọi hồn cũng như là cái truyền thống của người đồng bào dân tộc Nùng khi mà làm một cái đám ma chay cho người chết là sẽ như thế nào cô bác nhá. Thế thì có bạn này hỏi em, cho chú hỏi, cho anh hỏi thì là đã đi ngủ, đã đêm nào nằm mơ gặp bố chưa? Gặp rồi á. Thế lúc đấy mà đi, lúc đấy mà gặp bố thì là bố nói gì với mình không? Không, bố đi cất cỏ bố vào trong nhà cho bố nha. Thế bố chỉ là nói câu đấy thôi à? Vâng. Thế lúc mà đón bố về đấy thì là có nhìn thấy mặt bố gió không? Không. Không á? Vâng. Lúc đấy em có sợ không? Không sợ đâu. Không sợ bố à? Vâng. Có những bạn thì là rất là sợ của bác ạ. Nhưng mà bạn nhỏ này thì là không hề sợ bố một chút nào. Bây giờ nếu mà em có một cái ước mơ thì em muốn ước mơ là bố có về với mình không? Có. Có à? Phải một cái điều, một cái ước mơ mà bây giờ em ấy chỉ nghĩ thôi, nhưng mà sẽ không có thể mà thành sự thực nữa cô bác ạ. Tại vì cái ước mơ này nó đã đi quá là xa rồi. Đấy, rất là mong các bác, cô chú anh chị, nếu như các bác có theo dõi được thức phim này của cháu Lực đăng tải lên, rất là mong các bác sẽ mở lòng với lại ba em, với lại cô, để cho sau này các em không có dừng lại cái việc học nữa. Bạn này thì là năm nay là lên lớp 11 tuổi, là lên lớp 6 rồi đúng không? Lên 5 thôi. 11 tuổi lên lớp 5 à? Thế thì cố gắng học nhá. Đấy. Còn bạn này là anh cả đúng không? Vâng. Anh cả thì là cho chú hỏi, có những cái đêm nào từ khi mà bố mất ấy, là đi ngủ đấy, có đêm nào nằm mơ là gặp bố quay trở lại và về với mình không? Có ạ. Có à? Vâng. Lúc mà đi ngủ thì lúc ngủ nằm mơ thấy bố thì bố có nói gì không? Bố bảo là bố đi cắt cỏ ở nhà trong nhà cho bố ạ. Thế là cả hai anh em là đều nằm mơ như thế? Vâng. Thế em gái này có nằm mơ gặp bố bảo bố đi cắt cỏ không? Cũng á, cũng đều gặp nằm mơ thế á. Đấy, bây giờ thì các em lại phải đi ra bên kia rồi. Cháu Lực xin phép là dừng ghi hình ở đây một chút cô bác nhé. Bây giờ thì đến cái giờ mà gọi hồn nữa cô bác. Bây giờ các em có đi ra bên kia không? Có ạ. Có à? Thế thì bây giờ ba anh em mình ra bên kia nhé. Để mà gọi bố quay trở lại nhé. Ta
bên nà lê bên phúc tàng lúc mơ ô bì à ơi nàng lúc mơ lê bước ngã bộ đầy lô bì lô ơi hiểu không ạ? Hiểu chưa? Lúc mơ lùm tha đang thiếu lô ba lê xin cho phô đại á bí lô ơi ba bộ thu ha cầu lô bí à ơi lúc yên lúc trái mơ thu thân á bí lô ơi ba lăng bộ cháu ơi lùm bán lô bí đặt nào lúc là phải đi chương á bí lô ơi bảo đảm nó vui giọt mơ cả Phút thân cháu mơ cá phi nô ơi Mà lê tư cháu văn quân khí nô phi à ơi Bạn cao đà lê mơ chín phú giang khăn á phi nô ơi Hôm nay mơ chín phú xin tư bổ ngăn lô phi vừa rồi thì có vẻ như là cô khóc bằng tiếng nùng thì chắc chắn là ở đây sẽ cô bác là sẽ không nghe. Trước mặt cô bác là ba bạn nhỏ mà phải nói là sau khi mà bố không còn nữa bác là khiến ba bạn nhỏ trở thành bây giờ chỉ có ở lại với mẹ sống trong một ngôi nhà mà phải nói là cũng khá là đơn sơ và rất là xuống cấp của cô bác ạ. Ba bạn nhỏ một cái tương lai còn rất là dài. Người anh cả thì có lẽ là bây giờ sẽ phải là thay bố để mà bảo ban hai em. Ba bạn nhỏ ở cái độ tuổi mà còn rất là trẻ cô bác ạ, còn là rất là nhỏ. Hôm nay thì là trên người của các em là mặc những cái bộ quần áo trắng mà không ai muốn mặc cả. Những cái bộ quần áo này mặc khoác lên trên những cái bộ quần áo này là cảm giác như là những cái giọt những cái đôi mắt nhỏ bé của các em ở bên trong đã thấm những cái giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn xuống rồi cô bác. Ôi văn đây lục mơ cháu lâu lăng mơ thầy lục lăng lục mơ cháu lăng thầy lô lục mơ thầy lăng hôn dục bác ra đây vài dục bài ra đây mà ốc dục lăng bác năng đại ca ma lùi năng bài năng khiến ca ma dục lăng biến trá mô hai ca ma dục lăng bác năng đại bài năng khiến trá diễn mô hai ca ma dục bác ra đây vài dục bài ra đây mà văn đây lục mơ cháu lăng mơ thầy lục mơ cháu lăng thầy lục mơ thầy lăng hôn hôn đó chính tí hàn hàn hôn chính tí hàn lục mi hàn khân thủ khân thầy hung đó chín tí chạy thủ hung chín tí chạy lục mi tí chạy khấn thủ khấn thầy hung đó chín má chạy à má tiến chi gần hung chín má chạy lục mi mũ má chạy khấn thủ khấn thầy thầy đó chín tí dưng ở trên tín ở trên chín tí dưng lục mi dưng khấn thủ khấn thầy lo dục phát đó lê và dục phát đó lê ma hung đó chín mũ chạy hung trao chín mũ chạy lục mi mũ chạy khấn thủ khấn thầy ở phan tết phan cục chiếu tài cài phan cục chiếu trao cài thắng lao ăn trên khấn thủ khấn thầy ngăn chỉ trao chỉ hung ngăn luôn trao chỉ thủ khấn thầy vạn không tán bạc vác vác phong tóc cầm thú khấn thầy lớp phan dinh khấn thầy trai không đây khấn thầy nào phan dinh khấn thầy thắng ở phan đang khấn thầy thân dục bác nơi lê vài dục bài nơi lê ma nương lang bố chạy chỉ khẳng đê nơi ma bố chạy tiên khẳng khát nơi ma nương lang bài khâu na và khâu đi nơi ma
nương lai bơ pha thủ thu ca này mà อยู่หลังป้านางใดก็มาอยู่หลังไปนางเตียนเวียนหม้อหายก็มามาลูกโอ้ลาเซียนห้างจ้าวันเป่าโอ้ลาเซียนห้างจ้าวันเป่าโอ้ลาเซียนห้างจ้าวันเป่าเฮ้ยวันเดลูกเมื่อจางโลลังเมื่อไถ่ลูกเมื่อจางลังไถ่โลลูกเมื่อไถ่ลังหงอกอยู่ปากเตาเล่ใบอยู่ปลายเตาเล่มาขวัญเมื่อล้ำดีปากก็มาขวัญเมื่อไถ่ดีผงก็มาอยู่หลังเงือกจังสูงก็มาอยู่หลังลุงจังไฮก็มาอยู่หลังเปิกนางได้ไปนางเตียนเวียนจ่าโม่หายก็มาอยู่เตอใส่น้ำตกอยู่เตอจอกน้ำปั่นก็มาเนื่องหลังโป้ใจจีกันเดียในมาโป้ใจเดียนขันขันเนื่องนั้นมาเนื่องหลังใบเขาหน้าบาเขาดีในมาเนื่องหลังเงาปัดชิวดิวฟันเหมยในมาบันมาตอกจูเขาบันมาเขาจงยกบันตอกกุกจินไถ่ไถ่ย้ายลูกย้ายหลานทันทาไถ่ย้ายลูกย้ายหลานทันนาออกลูกใจในมาดาลูกขาในเตาออกนางมังมาตอกยกนางมังมาตู่ออกมังเด่นมาตอกยกมังเด่นมาตู่ออกมังลุงมาตอกย่อมังลงมาตู่เฮาดีออกมังบางมาตอกย่อมังบางมาตู่เฮาดีมังเด่นมาทางกลางมังบางมาทางเดินอยู่ปากเตอเลยบ่าอยู่ปลายเตอเลยมามาโลดีอะเดียจิงโอ้เจ้าบันเดอปาtại ở phía trước mặt cô bác là đang chuẩn bị là sắp những cái mâm ra để mà làm một cái lễ gọi hồn cô bác ạ. Vừa rồi thì là cháu được nhìn thấy là ở phía bên kia là có ông thầy cúng hình như là đang hô tên để mà gọi. Thấy là ở đây là cháu được nhìn thấy là có những cái cây tre này cô bác này. Thấy là sắp ra rất là nhiều những cái mâm bát này, mâm chén nữa. Đấy, ra phía bên này thì cũng có vàng má này, có chén, có đũa này, có cả những cái này để mà làm như là trong ấy để là để nước của bác ạ, làm thành như kiểu là một cái lược đấy. Ở bên này thì cháu được nhìn thấy là cũng hầu như là nhìn thấy là có 1, 2, 3, tới tập là 4 đến 5 mâm của bác ạ. Đấy, khi mà bố ra đi còn là trẻ, bỏ lại cho bỏ lại cho vợ để mà nuôi 3 đứa con ở trong một cái gia đình mà phải nói là thuộc hộ nghèo trong thôn, không thể thoát được hộ nghèo của bác ạ. Sau khi mà làm xong cái phần ma chay này, không biết là gia đình là còn là nợ là bao nhiêu nữa. Vừa rồi thì hỏi cô thì cô nói là tất cả những cái đồ mà hôm nay đi làm ấy thì đều là hoàn toàn là đi vay, đi mượn để mà về làm mà ma chay. Những cái là treo lên là bây giờ là theo là phong tục nùng mình thì gọi là như nào chú? Bây giờ là bắt đầu gọi hồn. Bây giờ là chuẩn bị làm lễ gọi hồn à? Thấy là trên cái cột kia là để một cái tấm khăn màu trắng này của bác này. Nếu mà bây giờ mà kết hợp lại với cái khung cảnh mà u ám nữa thì phải nói là rất là sợ và nghe rất là buồn. ไปวะได้ไปเด้อ3 จังอาหา 3 ตาย 3 จังอาชอบ 3 โอเดตอกเปบางีจูปีเด้อกัน
cho ở tay cho mi đỡ ngăn lại sau lỗ khổ nó bê a phong lu đỡ đi con lu lỗ khổ nó phong lu đỡ học ngài ở châu phong pha ở học khâu ở đùm khâu nhỏ ở học ở lúc thăng nhỏ ở bài ở lúc tài tham lư ngài ba lai ở học liên ở lúc ở lúc ba số tư cục liên tư thánh ở lúc nhà ăn này luôn này tự nữ thánh tự thánh này cảm ơn này hả thánh ba số tư cục liên thánh ở lúc nhà nhà ngư tư khâu phương trái đổ khổ nọ chín mư tư ngài đu ở già đu chú ở giác long ở diện lương đế ở diện long gian đổ khổ nọ bài xa văn đi đỡ hết. Bây giờ thì ra đầu phía bên này thì các chú với lại các bác đang giúp đỡ là gia đình là làm một cái lễ gọi hồn để ngày mai là đến ngày ma chay của bác ạ. Đấy, có những bạn nhỏ nhỏ hàng xóm thì ở trên mình thì đều khóc trên là những cái khăn tang hết của bác ạ. Vậy ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là ở phía ra bên đầu nhà này có một cái búi tre mà sạt xuống ấy. Vừa rồi thì các chú nói là như đây là như kiểu là có một cái điềm báo trước cho gia đình là sắp có một cái chuyện lớn nào đó nó xảy ra đến với gia đình của các bác. Ở chỗ này thì cháu được nhìn thấy là địa hình khá là thấp thôi các bác ạ. Ở trên kia thì là cao hơn, còn chưa có chỗ nào là nó sạt cả. Mỗi là đầu nhà bên này là bị một cái búi tre là nó coi như là nó sạt xuống luôn. Và trước lúc mà chú gia đình này là chưa mất đấy các bác. Tại ngôi nhà thì nhìn từ phía xa vào thì các bác nhìn thấy được rằng là một ngôi nhà mà phải nói là nghiêng rất là nhiều. Ở trên kia thì cháu được nhìn thấy là lợp bằng cái ngói âm dương của bác ạ. Vào bên trong thì là rất là nóng cái ngói này ấy. Là nhà là còn thấp nữa. Gia đình thì đi nhìn xuống đến phần nhà để là có những cây cột thì cháu Lực nhìn thấy là bị nghiêng, bị vẹo. Có thể là nó còn nếu mà như một trận mưa to là sẽ dẫn đến là bị đổ cả cái ngôi nhà luôn của bác. Rất là nguy hiểm. Bạn gái này là ăn mì tôm mà đói à? Hả? Đây là con út đúng không? Đây là anh cả này. Chưa ra kia gọi hồn bố à? Chưa. Đấy, các em thì còn là quá nhỏ cho nên là những lúc buồn này chỉ biết là đi dựa những cây cột để mà nghĩ thôi. Thế đợt mà đón bố về thì là bố có được đi lên trên nhà không? Có. Có á? Bố là có được đi lên trên nhà. Các em thì là ở trong cái độ tuổi mà còn được nằm trong vòng tay bao bọc của bố với lại mẹ. Bây giờ thì chỉ có mỗi người mẹ là ở cùng thôi cô bác.